Hồi xưa giờ trước khi làm sầu riêng làm gì? Em cũng làm Sài Gòn. À. Rồi đi làm bộ đội. Đi cũng đi bộ đội chứ? Thì không, ngủ nãy là ngủ kiểu bộ đội đó. À. Đi bộ đội rồi về rồi bắt đầu lấy vợ. À. Về muốn ở chung vợ con thì mình làm vườn thôi. Làm vườn. Nói chung thì cũng tự phấn đấu rồi tự kiếm tiền, rồi tự mướn vườn chứ không xin cha mẹ. Vườn là tự bơi. À cái vườn này là mướn hay sao? Mướn hết. Mướn. Em bây giờ em được 6 ông mấy vườn em mướn hết. Ừ. Như mướn cái vườn này là một năm mà mướn bao nhiêu tiền? Ông em cố. À. Cố. Tại ông chú ông không có khả năng. À. Ông cố rồi. Là cố là sao anh không hiểu? Cố nghĩa là giống như thế chấp vậy. À thế chấp. Rồi khi hết thời hạn người ta lấy số tiền đó người ta chuộc mình lại. Ừ. Mình trả lại. À. Có nghĩa là họ mượn tiền của mình rồi mình lấy cái vườn mình làm đúng không? Đúng rồi, thì là đó gọi là cố. À. Rồi nó có một cái sự cam kết cây cối gì không? Hay là thì ngày xưa thỏa thuận là ví dụ như em tiếp quản vườn này là có cây. À. Thì em trả cây nhưng mà khi chú muốn lấy lại thì chú cũng phải hỗ trợ em tại vì cây nó giờ nó quá lớn. Ừ. Cũng phải hỗ trợ phần nào kinh tế cho em. Ừ. Nhưng mà phụ hộ đó chỉ ở sầu riêng nếu giá như này thì chắc quá là khỏe. À. Nói 5 năm nữa, nghĩ cây này 10 năm thì cho trái bao nhiêu. Ừ. Mà em đi theo hệ thống hữu cơ, theo công ty nữa thì nó rất là bền vững nữa chứ. Hiện tại vườn em là chưa chết cây nào, em khẳng định là em chưa thấy chết cây nào. À. Rồi hồi xưa là mít á, là trồng là ông chú ông trồng mà ông có thu được trái không? Thu rất là mạnh luôn á. Ừ. Đó cũng bán 70 mấy ngàn, 50 mấy ngàn. À. Thời mà mít ruột đỏ đang đỉnh điểm đó. À. Rồi sau này rồi sầu riêng em nói trời ơi anh nhìn vô vườn sầu riêng anh không muốn làm. À. Nó còn tệ, nhiều khi tệ hơn mấy cái vườn mà anh đi bị vàn lá thú rễ mà nó trụi luôn á, mà cây người ta cây 4 năm mà nó trụi gì đó. Ừ. Rồi em mới về là em làm tàn lại, hồi đó cái tàn nó chỉ có tới đây thôi. À. Khoảng năm chỉ có tới đây thôi. Mới tới đây. Rồi em kéo ra, cũng khoảng năm rưỡi nay rồi em kéo ra. Nhưng dù gì cái nha nó cũng có cái dốc rồi nó cũng mau chứ không. Cái này nói chung là hồi xưa nó cũng có nền tảng, lúc mà trồng mít thì cũng có phân đồ bón rồi, dưới này rồi nó cũng có được cái nền tảng nữa. Nói chung là phân hóa học không em cũng không khoái. À. Phân hóa học không em cũng không khoái nữa, tại vì cái cây mà mình xài chứ không phải đấy. Ừ. Thì đúng là phân nhiều nhưng mà khi mà bị ép vào cây bị không có chăm sóc không xịt thuốc thì nó bị bệnh hoạn. À. Hồi đó thì chắc cái lá nó cũng ít lá vậy ha. Thì nó đỡ đỡ hơn hai cái cây mà anh lúc anh đi ra thôi, đỡ đỡ hơn tí xíu thôi. À. Nó cũng vậy đó mà đỡ đỡ. Ừ. Đó là hiện trạng ngày lúc em tiếp quản vườn đó. Ừ. Mắt tàn, không lá. Ừ. Rồi bờ này là đất bị chai đất. Hồi đó là ông đưa mặt nước lên nó ngang mặt bờ quá. Rồi nó bị phèn hoài, nó cứ phèn hoài. Rồi giờ em hút nước, rồi em phải cứu hết vườn. Em đi tỉa này làm lâu cũng cách cả tháng rưỡi á. Ừ. Nên em á, cái vườn này làm tháng rưỡi đó. Mà lúc mà em tìm hiểu cái Willow Farm á là làm không bật được cái được á, làm không bật lo. Mà có tin tưởng không? Đúng không? Nói chung á thì tính em là cũng hay kỹ tính. À. Nhưng mà khi đã làm với ai rồi á, tin không tin gì mà đã làm rồi, mình theo chân người ta phải theo tới hết. À. Rồi mình mới biết gọi là chất lượng hay không. À. Chứ còn không có làm nửa chừng. À. Còn không làm á thì mình làm thì thôi, chứ làm là phải làm cho người ta tin tưởng người ta. Em thì cũng nghe nhiều người nói là người ta không lên phát lo á, có lên phát lo nó mới ra nhiều. Còn em xịt một lần một cử một là em biết cảm thấy là ok, thuốc ok nè. Ví dụ như cái mặt cua như gì nè, xịt cái là ngày hôm sau sáng luôn. À, lúc đó là xịt cái gì? Thằng bông không? Thằng bông không? Mà lên hồi đó lên 400 lít lần chứ không phải lên 300 lít, lúc mà thuận mà. À, đợt đó em cũng không biết tiết bông hay không, em lên đại ngay bữa 14 mình đó. Còn chặn đọt có hoài khỏi chặn, lúc có chặn đọt không? Không luôn. Ừ. Lúc đó là nói nào ngay là khi mà làm bông làm trái mà khi mà tới em xịt đó, tại em xịt nước em đài cho nó dữ lắm, đài cho nó không có nước á, nặng cho nó đừng có rút nước lên đi đọt. Tại vì nguyên nhân đó em cũng biết, tại vì có nước là nó sẽ đi đọt. Ừ. Nó tại vì nó đang có dinh dưỡng của quần lăng rồi. À. Mà mình dịch thằng bông nó cũng gọi là dinh dưỡng chứ không phải là không dinh dưỡng đâu, nhưng mà khi mà nó không ra bông là nó phải đi đọt. Ừ. Phải chặn cái đọt đó lại. Vậy thôi, cái đó em cũng tìm hiểu xương sơ sơ, cũng đi nhiều vườn mình câu người ta rồi. Em thấy gì được tinh lý hay lắm, ta nói xương ngang chứ em nhìn cái em biết rồi. Thực tế ra là cái làm bông mà mùa thuận á, em đâu cần sử dụng bật lo. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Cái thứ hai nữa, bông không cần nhiều. Nó mắc mũ của cái cây, rồi nó si cây càng mạnh nữa. Mà bông cần chi ra nhiều, mình thấy vừa đủ rồi. Mà bữa hồi đó bông em ra là em còn tiễn nữa. Trời ơi, em tiễn dữ lắm. Tiễn em nói là ra từ đây lên tới đó luôn. Nói chung là ra chỉ có được là 30 mấy cây thôi nha. Dạ. Tại vì có cây yếu, ừ. có cây không yếu. Nhưng mà những cái cây sung là cây bự này ra hết. Ừ.
thì chị anh thấy này nữ đó đó, đây là bông ra như thế này, em cũng rất là gan cách gan, em cũng coi như mình không biết mình nó gan cách gan. Rồi mỗi 4 chùm một nhánh, 2 chùm một nhánh mình để như thế nào, mình muốn để số chuẩn trái ngay đâu, mình để bông ngay đâu thì mình để ngay đó thôi. Rồi bông dữ lắm bông. Rồi bông cái cổ bông á nó cũng cũng chất lượng giống mặt bông chứ, đúng không? Trời ơi, anh nhìn cái cuốn này là anh biết rồi. Trái là mọi người nông dân nhìn cái cuốn trái là người ta biết chất lượng hay không. Hay cuốn trái bự. Cuốn bự mà dài. Lúc đầu thì đi theo theo quy trình của công ty á. Thì đi siêu phục hồi. Lúc đầu là bông nó hơi nhỏ thiệt, nhưng mà càng về sau cái bông có bao mấy ngày bắt đầu bông nó mới phì, nó bắt đầu nó mập. Ok là vô cái bông nó mới chuẩn. Chứ còn mới lúc đầu thấy bông nhiều, mình thấy tối ngày nuôi bông mình tưới có 2 cử 3 cử siêu phục hồi à. Tưới giống như nếu mà nông dân thì người ta nói là không đủ uống nước trà đắng đó. Em cũng cảm thấy vậy, nhưng mà khi mà xịt thuốc đồ vô rồi gần cuối thì bông nó phì, cuốn nó phì. Thì nhiều bông thì mình có thể tuyển lựa nhiều mà. Giờ này là anh tuyển 4 đợt đó. Em muốn mẫu trái như vậy là phải mất thời gian 4 cử, 5 cử. Năm nay là em biết vừa đầu làm bông ri xấu, khu vực ở miền Đông làm không ra đấy. Nhưng còn miền Tây mình cũng có vườn không ra nha. Đúng rồi, có vườn không ra. Làm bạc lo luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì có một lần đợt đó em lên thằng bông. Em mới lên bữa trước, bữa sau cái vườn nhãn cặp bên á. Ta bẻ cái ông kia hôm qua, ông nói, ông thấy là lúc đó là cũng lên hình như là cử thứ 2 gì á. Nó lú ra cỡ khoảng được 2 phân rồi. Cái này, này tưới nước được. Ủa không phải, vậy là lúc đó mới nhú ra, chuẩn bị nhấc nước lại. Ông mới nói, này sao mày xử lý cái gì mà ra dữ vậy, sao bển ta xịt phát lo muốn chết mà nó không ra. Đó, chú hủ thằng bông chú rồi công ty đó thì chú muốn xài á, thì con liên hệ giùm cho, hoặc là khi nào vô rồi con điện chú qua. Thì ổng nói ở đây năm sau tao làm đã làm phát lo rồi, bây giờ tao phải theo bàn tay một cái sao tao làm. Thì là tới giờ đó mấy ổng là qua nó là ổng chắc lưỡi, hôm qua nhìn mà bông mà trắng giả chứ mà lá nó là y nguyên. Từ lúc lên làm là mấy cây này lá y nguyên nè, có thêm lá luôn đó. Tại vì đi được một cơ thuật rồi. Lúc cái cơ thuật em kéo cái cơ thuật là lúc mấy bao nhiêu ngày? Lúc đó thì theo hướng dẫn của anh Hùng đó, và em theo hướng dẫn anh Hùng là anh hỏi, em hỏi là khi mà trái mười mấy ngày đó anh vô một đợt. Em nói là trái chừng nào mà cỡ khoảng bao nhiêu ngày, thì anh nói cho em kéo đợt thì anh nói 30 ngày. Em cũng thúc phân dinh dưỡng tới 30 ngày. Là lúc đó đợt đó gió trước nữa thì nó đã lú ra một lá rồi. Lú ra một lá rồi, cái bữa đó là cặn 2-30 ngày xong cái ảnh vô nói là trái này chưa kéo được, tại là những cái trái này tròn là lý do là nó bự trước nè. Nó bự trước nè, thằng này giật học, thằng này hồi xưa rất là tròn nha, mà tròn như bánh lông luôn. Là nó giật học, là anh nói là thôi bây giờ chặn lại. Em cũng lấy, em cũng sử dụng ảnh lông nấu ao đọt đó. Nhưng mà cũng không tới, tại vì anh Hùng anh kêu chặn 300 lít. Em cũng chặn 300 lít. Mà chặn không tới. Là tại vì bữa đó là gió trướng quá trời ấy đi, nó chỉ đứng lá thôi chứ nó vẫn mở lá. Nó đứng thôi, nó đứng nó hoài nhưng mà nó vẫn rút dinh dưỡng nha. Lá chuẩn bị mở mà anh gì. Đúng rồi. Là nó đứng hoài, em xịt 2-3 cử rồi bắt đầu em bỏ luôn, bỏ tới giờ luôn. Em à. Xịt nữa. Thả cho nó đi luôn. Thả luôn. Nhưng mà năm sau em rút kinh nghiệm rồi, em trái mà cỡ khoảng mà 35 ngày. Bắt đầu xiết nước, bắt đầu là thúc phân thúc nước là trái bao giờ cũng đẹp, cũng tròn hết, không bao giờ sợ giật học. Thì mình đi, đúng rồi, đi cái, nhưng thường thường anh hay cho đi á, là sau 20 ngày, cỡ hầm mấy ngày là anh cho đi rồi, anh chưa tới chờ tới số 30 đâu. Thì đợt đó là 20 mấy ngày em đi rồi, 20 mấy ngày đi, là lúc là 30 ngày đã ra được một lá rồi, một lá rồi thì tới 40 mấy ngày là vô đợt nữa, là lúc đó là nó ra 2 lá mà, kêu chặn, chặn nó chỉ đứng thôi chứ nó không có ấy nữa. Gặp này do chướng nữa, gặp này con nước dông thì nó phải chịu thôi, đúng rồi. Miền Tây mà. Nhưng mà em thấy là khi mà mẫu trái của mình khoảng được cái bằng cái chén đi, bự hơn cái chén chút xíu, là bà con vi vu thả đọt, đừng quan trọng về nó nữa. Quan trọng là ví dụ như đi đọt thì mình đi dinh dưỡng mạnh chút xíu. Đó là đối với ri 6 nha. Ri 6 thôi chứ còn thái em, hiện tại là em làm thái cũng chưa đạt luôn nha. Đối với ri 6 rồi, chứ còn thái thì không dám nói đâu. Tại vì em đâu có trồng thái đâu. Ủa không trồng thái em ri 6 không hả? Có 3 cây thái cũng hết 2 cây mà. Tại vì hà đạt rồi là làm chủ yếu lấy bông mình quét thụ phấn chéo thôi. Em chủ yếu mục đích của nó là vậy thôi. Nhưng cái thụ phấn chéo của cái bông thái nó cũng hay nghe. Đúng rồi, thì nó được gì nè.
em quét mới đầu quét nó trước rồi đầu quét rồi ra tới đó có một cây tới ngay cái thùng phi xanh có một cây bắt đầu quét dài ra quét dài ra. Thường thường thì anh thấy có một số anh em á là họ họ làm một lần là 5-6 cái chổi vậy đó, họ quét hết ở trên xong rồi bỏ vô cái xô anh em mình xách đi á. Rồi xong rồi thứ quét là cái hết cái thấy mà quét 10 cây á xong cả đội cái chổi họ quét qua nữa. Không mà nhưng mà thêm sử dụng thuốc bên đây á, thì mình cứ cần làm đơn giản gì cũng được rồi. Nhưng mà quan trọng cái khâu mà khi mà xịt thuốc á, mình xịt thuốc công ty rồi khi mà trái tròn á, trái mà khoảng ngón giọt cái ăn lên á thì bà con nên đi tỉa một cái đi. Trước mắt thì trước sau nó cũng phải rụng mà. Đó là như kinh nghiệm mới con làm năm đầu thôi nha. Giọt cái là cũng cũng như hưng như vậy á. Được rồi. Yêu cầu biết co ăn là được rồi. Là cứ đi tỉa một cái đi, chịu khó mà đi tỉa một cái. Tiễn cái bắt đầu bằng tiễn cái đại mạnh mạnh tay đi, trước sau nó cũng rụng trơn. Bây giờ để thay vị rụng trái nguyên thì mình tiễn những cái chùm hai trái thì tiễn gọn trái, ba trái cũng tiễn gọn trái, và chùm nào nhiều quá mình tiễn những lấy cái bông đơn á, bông đơn nó mập nó đẹp á thì cái nhà vườn ai cũng biết mà. Thì mình để đó cái trái bằng cổ tay, lúc đó mình tiễn cũng còn 300-400 trái, mà nếu mà bông đặn thì 300-400 trái bình thường, cổ tay cái còn khoảng 200 trái liền, cái mình tiễn cái nữa còn chừng 100 trái, cái trái vừa khoảng cái chén nha, tiễn cái nữa. Ví dụ như cây này để 60 trái là em để còn 80 trái. Cái trái mà vô khoảng 40 ngày, 45 ngày đi, em thấy khoảng 45 ngày là đẹp. 45 ngày là bà con tiễn đi, bà con vô phân luôn là trái phì. Nó giai đoạn phát triển mạnh nhất là em thấy nó khoảng 50 ngày đó, đến 60 ngày đó. Rồi 60 ngày bắt đầu nó chậm lại, nó phát triển cũng mạnh nhưng mà chậm lại, giống như cái dốc đi lên rồi dốc đi xuống. Nghĩa là cái theo kinh nghiệm của em là em đi bộ xô, em xô cái xô nuôi trái này khoảng bao ngày thứ bao nhiêu? Em đi từ đầu tới cuối. Nhưng mà khi em đi thúc á là 50 ngày làm thúc ạ. 50 ngày là thúc mạnh hơn. Thúc mạnh ạ. Là ví dụ như em đập là 4.000 cử ạ. Ví dụ như công ty kêu em mà xài 3.000 lít thì em cũng nói rõ là công ty siêu ba xài 3.000 lít. Đối vườn em thì em tưới có 1.000 lít thôi. Nhưng mà em xài 2 cử rồi. Em xài 2 cử. Cái 500 lít đó bù qua những cây này kia đi. Không có nhiêu tiền, tại vì nói chung thuốc này cũng gọi là giá hợp lý, cũng không cao. Rồi đập tới cái khoảng ngưỡng là 60 ngày. Quýnh cho nó một cử, 60-65 ngày mình coi tình hình lá trái mình nếu đủ rồi, sợ heo quá thì mình đập nữa. Đập cho nó một bộ nữa. Quýnh nguyên một cử đó, mình quýnh nguyên bộ trong đến 50 gốc rồi. Rồi đó rồi đó. Rồi tới 75 ngày là mình đi lên cơm, hoặc 73 ngày mình đi lên cơm vẫn được. Có thể thì mình muốn bán sớm mình đi sớm chút xíu. Để trái mình đạt sẵn lên đạt số ký rồi mình không có sợ cái vụ mà dục bên cơm nó bị ấy. Nó bị gọi là nó rút trái lại á. Theo em là vậy, tại vì khi mà anh dục rồi á là cái lá nó sựng, nhưng mà dục rồi là bà con á tưới nước á thì tưới giữ ẩm cho đất liên tục nha. Đừng có sợ sượng nước. Với lại anh hỏi thêm là hiện tại á là mà em ước lượng em tính á, cái tiền phân thuốc, tiền mà lúc làm bông tới giờ thôi thì khoảng bao nhiêu tiền một cây, nếu mà em tính đúng ra nha. Đúng ra nếu đúng cái bài này luôn hiện cây khoảng 400.000 không tới. Thì 20 triệu đó, khẳng định là 20 triệu. Nhưng mà hồi lúc em tính là 17 triệu mấy đó là em đã nghỉ rồi. Nói là 17 triệu mấy đó thì giỏi lắm, thì cho hao hụt 8 triệu nữa thôi là 25 triệu, là em ước lượng 25 triệu thôi, chứ thật sự là cũng không phải biết khoảng 25 triệu không nữa. Nó chỉ chỗ đó chỗ lại thôi, tại vì em mua số tiền em trong túi em biết là khoảng 20 mấy triệu thôi. Rồi cái mẫu trái này là giờ ai cắt? Chú làm lái luôn hả? Chú lái nhà. Chú ổng cũng như là ổng mới đang gặp cắt, nhưng mà ổng cũng bán vườn ổng rồi. Thì kệ cho ổng cắt đi, chú cháu mà. Mình vô vụ thì nó dễ hơn là gọi là đầu vụ. Đầu vụ trái gì khó cắt anh vậy. Vô vụ thì nó già hết rồi, lên cơm hết rồi. Mình phải tự tin cái vườn mình chứ, mà làm theo công ty mình phải tự tin chứ. Em cắt tự tin, nếu bây giờ trái này cắt xuống nè, để cho chị Quanh vẫn được. Trái này đảm bảo già luôn. Tại vì đi hàng ngày em biết trái nào già luôn, em có thể tự cắt những cái trái em biết luôn á. Bây giờ mà theo ông chú là học vỏ sầu riêng luôn á. Không, chắc cũng nữa, ông gành em cũng học đi theo luôn. Có một lợi là mình vừa làm mình vừa cắt vườn nhà được. Hai, vừa kiếm kinh tế được, vừa gần vợ gần con được. Nhưng mà để ông gành đi, gành gột thục đi rồi mình đi theo được. Sư phụ đó, sư phụ trái này đó. Là em độ khoảng là 87 ngày rồi đó. Tại vì khi mà quét nhị là lúc vợ em đang ở bệnh viện. Là cha em quét là đùm này đã đậu rồi. Em nhớ luôn, em nhớ từ trái luôn. Nhưng mà tốt nhất là mình, nếu như mà càng lớn tuổi thì trí nhớ nó hơi yếu thì năm sau ghi ngày cha nó. Không, em đó giờ làm vườn là phân thuốc là chỉ em qua quận là em nhớ toàn bộ hết. Nên nó thuộc làm luôn mà.
Như giai đoạn nào xài như ngày làm nó hết. Mình làm mà nhớ nhớ chừa cái trái sầu riêng cho chị Quanh nha. Ghi nhận rồi đó nghe. Chụp trái, video rồi đó. Trái riêng nó mệt đó. Trái sầu ấy. Nó cũng không phải là gì mà nó quất cái đích thôi. Chậm nhẹ hả? Ừ. Chậm nhẹ cho cái đích. Đó thì anh Diễn thấy sao? Anh Diễn mẫu này thấy sao anh Diễn? Còn ok mà lại năm đầu mà làm vậy mà hầu chê tiếc nha. Cái này mà đừng có cái mít hồi xưa là cái tàn nó ra ngon kể vậy ha. Được lắm à. Ừ. Bởi vì hai cái hàng mít nó trồng dày lắm. Ừ. Nó trồng cực kỳ dày luôn. Ừ. Kinh thiệt. Không phải là trồng thì trồng hình như là có mét rưỡi cây. À. Đồ, cái này do cái tàn nó không có luôn. Mét rưỡi cây rồi nó lớn chiếm tàn nó lắm các bạn. Đây đây em lấy lại cho. Đây đây đây. Nè nè, đây em lấy rồi anh đứng lên Diễn. Nè, mít nè anh Diễn. À, ok. Thôi quên đem nước suối ra uống đi. Trời ơi, nãy em gấp rồi, cô không có ăn hết nữa. Rồi, chị thôi, chị có cô cổ một chút. Chị Quanh lại nữa, mừng quá trời luôn. Em tên xe có kìa, mà em cũng gấp chạy ra, em quên. Xe nãy quên uống thuốc, giờ nó muốn bị nước lại rồi. Quên uống thuốc. Nước này có nước lọc nè anh, có còn ít nước lọc nè anh, anh ấy. Tại vì khi làm sầu riêng em để ý rồi. Nếu mà đợt này mà nếu mà mưa như thế này mà cắt á, ok á, ừ, thì năm sau em biết câu nước như thế nào luôn. Vậy không? Chia sẻ một chút xíu được không? Ví dụ như mình làm năm sau mình sẽ... Nếu bây giờ á, mưa nhiều quá, thường á, ta nói là làm gần 70 ngày mà thường phải xiết nước lại, giảm nước giống như là mình mới nhấp lúa mắc cua rồi đó. Ừ. Nhưng mà mấy giờ em gặp mưa, cứ 10 ngày, 2 ngày mưa hoài. Mưa hoài vậy luôn? Mưa hoài luôn. Mưa dữ trời. Cách bữa mưa nhầm bữa, hai bữa mưa liên tục. Ừ. Đó, rồi em thấy là nếu mà cắt vô cơm ok á, là bà con á, cứ nếu mà sau này mà gặp mà 70 ngày cứ trời nắng á, thì cứ ngấp nước hoài, cứ thấy cục đất mà mình còn ướt thôi chứ đừng có quá ướt. Cứ ra mà dắt sáng rồi dắt chiều mà thấy cục đất mà còn hơi nâu á, ừ, hơi đen đen là ngon rồi đó. À, ngon nhưng đừng có trắng phải không? Đừng có bạc trắng. Màu phải không? Dạ, tại vì cái đó nó rớt lá dữ lắm. Ừ. Mưa gì thấy em thấy nó không rớt lá. Dạ. Nhưng mà mưa là em bắt đầu em tiến hành em phát cỏ liền, đúng không? Không, cái đó là tại vì mưa 3-4 ngày rồi em thấy tình hình không im. Ừ, khó thoát hơi quá. Khó thoát hơi quá, nhưng mà bà em thì bà mọi người biết, ừ, nông dân biết, nhưng mà chỗ nào dù nhưng mà mình thoát hơi chậm quá, có thể là đất nó dẻo quá thì mình có thể cào hết chỗ đó. Ừ. Tại có đó mọi người một cái ý. Rồi thoáng ra luôn. Thoáng luôn. Nhưng mà cái vụ mà điều phối nước giống như em chia sẻ với kinh nghiệm với bà con hiện tại giờ là điều đó đúng á. Tại vì là nắng quá thì giống như chú nói là nắng quá là ta phải giữ cỏ. Nghĩa là em mà nó nắng quá là phải phun dinh dưỡng vô chỗ đó với đần rồi combi tạo đỏ vô cho nó kỳ. Thì thay vì mình phun trái đó còn dư thuốc đó, mình quơ đại ừ, cái mé em cũng ừ, thử nghiệm thôi. À, tại vì có anh bạn anh cũng chia sẻ là thay vì mình phun trái ướt rồi mình còn dư thuốc mình làm gì, mình phun cái mé nắng ừ, hoặc là phun hết tàn phun xương thôi ừ, thì nó giữ lá rồi. Anh kia giữ lá rất là ok, rất là đẹp luôn, còn đẹp hơn em nữa. Ừ, coi như là kinh nghiệm thực tế đầy mình luôn. Như với bà con đấy, là tàn lá này cũng rất êm mà. Kinh nghiệm mấy anh chỉ rồi em làm thử thôi. Cái cơ đọt này là cơ đọt phục siêu phục hồi. Này là phải treo cái hình thiên phục hồi lên. Tại vì là hồi xưa cái anh Diễn thấy không, anh tỉa dữ lắm, tỉa từ vô đây này, cái mắt này lâu lắm mà đâu phải nó cũng khô đâu. À. Ờ, à, được đó, anh tỉa một cái á. Này tỉa hơi quá tay nữa phải không? Rồi còn nó bịch thân này luôn. Nè. Em tỉa cái kiểu như Thái Lan là anh hiểu rồi đó. Cái là trống trơn luôn. Rồi kéo được cái cơ cuối cùng nha. Rồi em mới làm. Được cái mặn này mình cũng mừng. Nhưng mà em thấy câu nước là ngon nhất. Ừ. Cái trái mà cỡ nặng 50 ngày cứ mọi người cứ câu nước bình thường. Của chú lúc đầu em thấy nha. Nếu mà cơm muốn đẹp á anh Diễn. Ừ. Là trái cơ 35 ngày mình đừng có vô cơm nhiều. Ủa mình đừng có tứ phân nhiều. Ừ. Mình cũng đi tà 3.000 lít ha, 4.000 lít đó. Lõng à. Lõng thôi. À. Nhưng trái cỡ 40 ngày ha. Ừ. Thì bắp bà con để dư á. Mà năm nay chắc cũng đại lợi, chắc riêng chúng cỡ 40 ngày là bắt đầu tỉa lại cái nữa. Ví dụ như mình tỉa 2-3 cử, tỉa cử cuối cùng thấy trái nào đẹp nhất mình đấy. Vợ xanh cũng mau. Bắt đầu 44 chưa tỉa xong là bắt đầu bà con cứ dập. Bắt đầu 5 ngày dập, 7 ngày dập 2 cử. 2 cử thấp xuống bắt đầu giai đoạn 50 ngày là bà con dập 4 ngày cử. Dập 3 cử là tới 62 ngày. 62 ngày tới 70 ngày bà con tứ nhẹ là một cử nữa. Vẫn là cái hạn chế đó. Bà con đừng có sợ dữ đảm, tại vì lúc đầu mình không có đúng đảm rồi. Ừ. Mình tứ duy trì buộc lá cho vững thôi. Cái xô đó đảm nó cũng ít lắm em. Thì ý em nói là tứ duy trì, nhưng mà khúc sau là phải thúc cho nó mạnh, đặng được mấy trái như vậy nè. Được rồi, nó cũng nhỏ lắm, thật sự là nhỏ luôn á. Rồi cái cuối cùng là em thúc giống như hồi nãy em nói. Ha. Thì 59 ngày là em lặt 300 trái bỏ. Luôn. Gì? Ghê vậy?
tớt 300 trái bỏ mà tới 1.000, 3.000, 4 lần mà là em lặt một cái 300 trái bỏ là rồi bắt đầu là 4.000 em đập, 4.000 em đập tới là em thấy lớn mỗi ngày luôn. Thì nó gì nó lớn vậy đó. Ừ, đây chị thấy đủ ký hết rồi, có mấy trái em cố tình em lại lại cho dạt thôi, thử cơm liêm cơm ăn thử cơm là tốt là ok rồi. Dạ mình thấy nói chung là mình okay. Nói chung cũng phải để cái gì đó cho người ta chứ, để được khô trái bự không chết nhà luôn chứ bự hết thì phải khô trái bự thôi chứ. Ừ. Sao vậy? Mẫu bên này im nè, 5 năm sau là mẫu cỡ này là im quá trời im luôn nè Khải à. Ừ. Mẫu cây này cũng im nè chị, mà tại vì lý do là cái này nè, cái miếng đất ở đây nè nó bị mất dinh dưỡng ngay đây nè. Ừ. Thấy vậy chứ ở đây là nó bị hư dinh dưỡng nè, nó chỉ hút bực bên đó thôi. Cái thằng nó mắc cái tạc. Sữa mít kia đó, cái đó nghe chị có mít hả? 4 hàng đó, anh nghĩ 4 hàng là dài dài hết vậy. Nắng nó chiếu ra vậy lắm anh. Ừ. 4 năm rồi em mới nhận lại. Là cái cây 4 năm em mới làm. Em mới nói danh diễn là mấy cái cơ bên này ra nè, em cái mít nằm đây nè, em mới nói cái cơ này là cơ siêu phục hồi đó. Đúng nó rồi, cơ siêu phục hồi. Cái cơ siêu phục hồi nó phải như vậy nè. Ừ. Nó ra rất là nhiều. Cũng giật cực công với lấy cái tàn này lắm đó anh. Lấy cái tàn lại chứ hồi xưa đi tới mình làm gì mình phải mé cái này em, mình đi thẳng luôn chứ không mé đâu. Trời ơi, quá em ha. Cái tàn nó hơi rộp nên là thoát nước nó hơi khó. Cái trái này nó bị cắn này em. Trời ơi, thì cũng có một đêm đó, đêm đó em đi không thấy mà sáng ra nó khoét lỗ rồi có con sâu nè. Bắt rồi. Bắt rồi phải không? Em nói là vườn này nếu mà em đi thăm hàng ngày là rồi là không có con sâu nào với em. Trời ơi, Khải nó sợ em khỏi là vậy là kỹ lắm rồi Khải ơi. Em đừng có mua. Nè cái này là lý do là một cái con đêm em kiếm không gặp nè, nhưng mà nó không biết nó trú sao mà trong vòng một đêm nó ăn ra. Ừ. Ăn vừa phụp vô cái lỗ khoảng 1 phân mấy thôi là bị dạt rồi đó. Mà em bắt luôn rồi đó. Có con lỗ rồi quý vị. Nhưng mà sâu khô thì cũng được, không được nhất thôi. Sâu... chắc sâu chừa lại ăn hết. Ừ, cho những trái nha. Cái này nó là bình thường. Cái đó cũng sâu đó, chủ đó chị chứ đó đó. Chứ bự đó đó, nó sâu luôn đó, cho nó nước đít rồi, nó căng lại vậy. Cái nào cũng được thôi, cho chuyện cái là được. Ủa không, anh Hải coi video của em, anh Hải hứa cho em tá, anh nhắc lại. Em nhắc trên video luôn anh Hải. Anh chị thơm mình tạch lại dạo kia. Đây mẫu này thì ok hả chị? Mẫu này đẹp. Nhưng mà năm sau nó hổ nhiệt độ cao, nó ẩm nó quá cao nên bởi vì nếu mà không có tán là nó dễ bị lọt vô, nó nắm cái trái sầu riêng là cần chuyện nó phải bình thường rồi. Dạ đâu không, cái mẫu trái cây này cũng ok ghê. Tiếc nhất là mình do là hồi xưa cái vườn của mình nó không có chiên canh đấy. Mới chiên canh. Nếu okay. Theo ông Khởi nó lấy từ đầu mà nó trồng từ nhỏ mà theo quy trình của nó là dàn sầu riêng này đẹp lắm. Dạ. Tại vì hồi lúc mà thằng chú nó đưa cho nó là kêu nó đốn sầu riêng nữa mà cái mít sớm đó mình không chịu, nó tiếc mít hoài á. À. Rồi nên cái sầu riêng là tính nó chết thôi, là có nó chà không à, không còn thấy cây sầu riêng. Hầu đấy. Nó tiếp nhận là chà không à. À. Trời ơi, nhánh nào mà được ngon lắm, được như vậy gì nè. Là như vậy là ngon rồi. Còn dạ. Như nó chậu ra cho như đó. Rồi cái xong ra cái là gặp nó Willow Farm. Nó phát bắt đầu nó đốn mít rồi nó móc gốc rồi nó cuốc hết trơn luôn. Dạ. Cuốc xong rồi bắt đầu nó mới xử lý thuốc rồi mới tự xử lý nấm. Dạ. Rồi nó mới lấy lại cái được tuột đó. Thì mới có 2-3 đợt là đậu làm trái đó. Thì hồi đó là lấy làm theo quy trình Willow Farm luôn. Rồi Willow Farm luôn rồi. Dạ. Nghe Willow Farm lên hay quá, nó thôi con lấy cái quy trình Willow Farm đi. Con thấy được đó, con làm thử rồi chứ thấy mấy cái kia thấy nó lên người ta lên thuốc quá trời rụng lá. Ừ. Willow Farm thấy cái xài phần hữu cơ không à, với là phân nó không có hại cho cây. Dạ. Bây giờ con làm thử đó coi sao. Nó mới quay qua Willow Farm nó làm, tính làm mấy cái bài kia, mấy ông kia chỉ mà thấy không im mà thôi, nó không chịu. Mấy ông kia là chỉ là bắt lo không vậy? Ừ, nó là phải có bắt lo, xích nó rớt quá trời rớt luôn. Dạ. Lá gì mà nó rụng, dòng cây này mà không có lá mà đẩy cái nó trụi mẹ, nó lấy gì nữa mà nuôi trái. Phải dằn lá nhiều người ta thì người ta nuôi trái được, còn dòng này quá tệ rồi, hỏi gì thì sao mà nuôi trái được. Cái gì mình cũng phải tính đắn đo theo cái cây của mình. Mà hồi đó làm không bật lo á, là làm theo quy trình Willow Farm, là hồi đó có suy nghĩ là cũng tin tưởng mới chọn lựa chứ, đúng không? Đúng rồi, tại vì mình thấy cũng lên nhiều vườn để quay mình coi đó. Yeah. Thấy nó, mà với cái thuốc mình thấy nó cũng có hiệu quả cao. Yeah. Bây giờ anh có xài 3 cái mít. Yeah. Anh có mua một mới để xài mít đó, rồi thử đó. Nhất là có cái siêu giáp với thằng canxi bo. Yeah. Thì nói chung là hai đó xịt là cân đấu, là dù thúi là không có thúi. Yeah. Rồi đặt 80-90% anh phải cái đó đó. Tại vì thường thường mấy mít nó hay bị thúi cuốn lắm á. Mà đa số là nước màu thúi cuốn. Mà mấy năm đầu anh làm cũng bán 500 gốc mà anh bán đâu cũng 10 mấy tấn á.
mít đẹp không đó nha, mít nhất nhiều đó, hồi lúc mà đợt vô chỉ thị 16 đó. Dạ. Mà đợt đó là nói chung nó thúi nóng lạnh luôn nha, hết biết nó trời ơi thuốc gì mà xịt cho không thúi, cái bắt đầu mới quay qua cái vụ mà nghe nói vụ mà canxi bo đó, anh mới mua cái đó anh cộng thử. Tại vì thằng em ở trên này nè, thằng em trên này nó biết rồi, nó đặt hàng á, mình đâu biết đâu, kêu nó đặt giùm. Bây giờ về xịt im quá, bắt đầu mới kêu thằng khởi, rồi bắt đầu tới người anh, tới chú nó cũng làm đó, chú nó cũng mua, Tâm nó cũng mua bên cái công ty của cưng đó. Là mua cũng nhiều lắm á, rồi bữa hôm chỉ thằng em lên quất đông xe đâu mấy chục triệu nữa đó, tới cái công ty luôn đó. Đẩy mấy chục triệu. Giờ là về tứ mít trời thấy mê quá trời, nó là tứ mê lắm anh ơi, giờ thấy nó búng cực ghê mít con á. Nó búng. Búng mà nó mập 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 không ra dài nè, giờ đang ở dưới rồi nó tứ, bữa hôm mới có hai cử mà thấy ham. Rồi anh mới mua thêm một thùng chiêu phục hồi kia, nó chia lại bữa hôm đó, rồi chưa tứ nữa, rồi hôm ngày chưa không. Anh có làm sầu riêng không? Không, anh làm mít không à. Không, mít thì nó cũng có một cái là mình nhanh ăn hơn sầu riêng. Đúng rồi, nhưng mà cái xịt nó nhẹ xịt, nhẹ xịt hơn. Dạ. Anh này lớn tuổi, anh không xịt. Quậy quá, anh nhức mỏi vào nhiều quá. Đó bị làm quá trời làm, anh đi vác lúa mà ở nhà máy vác K24 không đó. Dạ. Rồi lúc đó anh khởi nó còn nhỏ xíu, còn đi học, rồi anh mần dữ lắm, mần khởi giờ hơi gì. Rồi anh mà ngày mà đêm luôn á, nửa đêm anh còn mày ruộng anh đi xịt cá đi ấy, rồi về đi mần mướn tối ngày luôn á, rồi bắt ếch vô làm đủ chứ. Rồi năm công bển là anh đào mình lên luôn á. Anh đào anh trồng gãy rồi sau này mới trồng mít á. Rồi năm nay là khởi nó làm việc với Willow Farm mà thấy cái tín hiệu như vậy là anh cũng vui chứ ha. Vui. Dạ. An tâm. Thì nói chung năm đầu tiên mà được anh em hướng dẫn cận tình vậy là anh cũng an tâm dữ lắm luôn. Cảm ơn luôn anh em dữ lắm luôn. Tại vì nói chung là mặc dù bán thuốc thiệt nhưng mấy cần đi thì cũng lấy đồng lương chứ không có chia sẻ gì đó, chia tiền gì đó chú vườn. Dạ. Nhưng mà với điều kiện mà muốn để làm cho chú vườn tin tưởng, thứ nhất, thứ hai phải tận tình chỉ mới được gì, chứ nếu không tận tình cũng đâu được gì đâu. Để nó nhờ, cũng nhờ cái công ty, nhờ anh em đồ để mà đóng góp gì cũng mang ơn anh em nhiều lắm. Nhưng mà chỉ là mình chỉ là thật ra là hướng dẫn để chứ ngồi ra ăn khởi nó cũng có nhiều cái hay, cũng học được từ cô ăn khởi được nhiều thứ như bây giờ không này. Tại vì nói chung nó cũng có trình độ nó ăn học thì nó nhìn qua sơ qua là nó biết như thế nào. Nó cũng biết nghiên cứu được đúng gì sai. Thì người ăn học mà lúc nào nó cũng đỡ, mặc dù có kiến thức chứ không phải thằng dốt mà nó khó. Người dốt thì không biết chữ nó khó, người không biết chữ nó có khác nhau, nó không giống nhau được giờ lúc nào chứ. Nói cái xịt thuốc thôi mình cũng biết nó có cái kiến thức nữa. Vườn này bây giờ anh nghĩ được có mấy tấn không diễn? Em tính 900 trái thì em tự nhân lên. Mà em bây giờ trái này không biết mấy ký, tại vì khi giấc tối gọi bự mà sáng hay xíu. Bây giờ cắt thử một trái xuống mày cần thôi chứ thôi thôi. Không, không cắt thử là trái lớn vậy nè, ký 7 nè. Cái nhỏ cái này là ký 7 nè. Cái này ký 7 thôi, giờ mình Oloso thì nó 2.2 đi. Cái này toàn bộ hết 2.1. Tính trung bình khoảng 2.5 tấn. Cái mẫu trái này to hơn cái mẫu trái hôm qua anh đi, cái mẫu trái Phong Điền cái chút kiêu kiêu à, nhỏ lắm. Nhỏ. Mà... nhỏ chắc cái này thôi chứ bự nhất cái này thôi. Nó dày nè chứ không có được to nữa. Thôi gì hả? Mấy trái này là làm hàng 3 kg chứ đâu chứ ăn lên. Ví dụ vậy thì mình thấy trung bình cũng khoảng 2.5 tấn là nằm ngủ. Cái này đẹp quá. Nói chung là cũng được 2.5 tấn rồi. Thì ông kỳ vọng là bữa ông kỳ vọng bao nhiêu? 100 triệu hả? 100 triệu thôi, 100... trả nợ thôi chứ không gì. Trả nợ 100 triệu em mất 25 triệu tiền làm phân rồi. Thì còn 8 mấy triệu thì đó là nó nợ đủ rồi. Cái này nó trên rồi, trả nợ mình còn dư 100 được rồi. Xóa qua trả dòng qua dòng xóa nợ của ngân hàng rồi. Tại làm vườn mà đâu gần 1 triệu lớn đâu anh. Rồi rồi quánh đâu rồi? Ngoài kia. Quay video rồi. Rồi đợt rồi vô cũng đâu mấy tiếng. Mà đợt này khoái lắm. Thì vô vườn của ông khởi kêu ở cả ngày cũng được mà. Vô vườn ở cả ngày. Mà quá trời bày cá rô phi trời. Rồi chị quay cây đằng kia. Ủa quay cái cây cái đùm hai trái hai anh em đứng nãy đó. Trời ơi 2-3 đợt rồi, đợt nào vô cũng lâu hết trơn. Vậy là mặn con gà xì rượu đi. Con này anh cứ nói làm anh em gì cứ làm gì làm đi. Con gà xì rượu ra cho anh em mình dễ quay thôi. Thôi được rồi. Chừng nào khởi nó về đích an toàn đó. Chứ này cũng độ ẩm cũng không có nhiều á. Không nhiều. Nói em có cút mới nãy đứng hồi nãy không thấy, giờ qua đây trái không vô rồi ơi. Cây này có 4 mấy trái à? 4 mấy trái. Cái thường thường cái cây mà to nhất là nhiều trái? 4 mấy đó. Cùng 4 mấy trung bình vậy ha.
không bốn mấy hai mấy hai ba trái ngủ cái ấy tại vì em lặt rồi sáu mấy trái mà bỏ đó mấy trái đây đâu có hiệu quả gì, nhút rút cây thôi chứ làm gì. Nè mấy này là hồi đó có trái hết trơn nè, lặt bỏ hết trơn nè. Nè mấy này hồi đó không có nhưng mà nó bụng nè, nó mới có hết trơn em lặt bỏ hết trơn ha. Ok, trái như vậy nè mà không còn lặt bỏ nè, nếu mà đúng ra cái người mà ấy nè, vô cơm đàng hoàng là rất là đẹp luôn đó. Phải cái mẫu này đẹp chứ phải mẫu này xấu đâu. Mà sao thấy cái trái này còn ngon lành rồi sao mà tiễn uống dữ ấy, để 50 trái cũng được mà thấy cây này còn bự mà. Tại sao em thích cái nhất hết. Hễ cái mẫu này đẹp nè, anh thấy anh coi rõ ràng mấy trái mẫu đẹp đúng không? Nè. Nè mẫu rất là đẹp. Mẫu rất là đẹp luôn. Nhưng nó thua mấy thằng này. Ok, thôi lại làm miếng nước đi. Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Rất là nhiều quý bà con hỏi mình á, là đi cái phân bón gì để giúp nuôi trái cái sầu riêng mà nó tròn, nó gai nhím và nó đẹp như thế này. Ở đây bà con chúng ta xem một chút xíu, mình review một chùm thôi, không có đi lang man hết. Mà có những cái video khác thì mình đi rất là nhiều cái cây, có nhiều trái thôi. Bây giờ mình lựa một cái chùm nhỏ nhỏ ở đây thôi, mình review cho bà con chúng ta và nói về sản phẩm sẵn tiện ở đây á, là nó có cái xô, nó có cái xô nuôi trái mình để ở dưới gốc cây, chủ vườn xài xong rồi chủ vườn để đó. Thì mình sẽ review cho bà con chúng ta xem một chút xíu về cái xô siêu nuôi trái này. Thì nhiều bà con anh chị em chúng ta thắc mắc á, là sử dụng cái sản phẩm mà xô siêu nuôi trái nó như thế nào trong cái vườn nhà của mình. Thì mình cũng xin thưa với quý bà con chúng ta, sau khi mà trái chúng ta nó sổ nhị và nó chạy trái thành công đến 20 ngày là chúng ta sử dụng cái xô siêu nuôi trái này. Thì cái liều dùng này á, thì trong cái giai đoạn mà nuôi trái và dưỡng trái á, chúng ta sử dụng mà 10kg này cho 10kg này nha bà con, cho 4.000 lít nước. Chúng ta tưới như thế nào? Trước khi tưới chúng ta xả nhẹ nước cho ướt bề mặt đất và sau đó thì chúng ta tưới xong rồi chúng ta xả lần nữa, giúp cho phân bón hấp thụ sâu vào đất và thấm vào cái rễ, giúp cây chúng ta nó ăn phân tốt hơn. Trong cái giai đoạn này bà con chúng ta có thể là thêm cái tricohumic để nó tăng cái hàm lượng vi sinh cho đất chúng ta, và sau một cử hai cử thì chúng ta có thể thêm được là humic hoa kỳ nữa để cho kích thích cái bộ rễ nó phát triển. Thì bà con chúng ta trong cái giai đoạn mà thúc trái lớn trái á, chỉnh sửa trái á, thì bà con chúng ta có thể pha 5kg 10kg đi nha, 10kg cho 10kg cho 2.000 lít nước, có nghĩa là 5kg cho 1.000 lít. Thì bà con chúng ta cũng sử dụng theo cái phương pháp là trước khi tưới chúng ta xả nhẹ đất cho ướt cái bề mặt đất và sau đó thì chúng ta sẽ tưới phân và chúng ta tưới nước xuống. Thì đây là cái phân bón nha bà con nha, phân bón ở dạng phân bón hữu cơ khó, một cái dạng phân nước, nên bà con chúng ta sử dụng nó nhanh ăn là nó nhanh hiệu quả và cây chúng ta nó nhanh hấp thụ dữ lắm bà con, đưa xuống là cây nó ăn liền luôn. Không cần phải sử dụng phân bón hóa học, không cần phải sử dụng phân bón NPK nha bà con, không cần phải sử dụng phân bón NPK, trong này nó có ghi rất là rõ và giúp cho trái của chúng ta nó lên màu trái, nó đẹp trái, nó ngọt trái, giúp cho cây chúng ta xanh tốt và nuôi trái liên tục. Đây là vừa nuôi trái và nuôi cây, cung cấp cái dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng của chúng ta. Thì một số anh chị em chúng ta hỏi là cái thành phần và cái nguyên liệu trong cái sản xuất này đó, bà con chúng ta là ở trong này cái nguyên liệu bổ sung nha bà con nha, cái thành phần chất hữu cơ và cái công thức đăng ký nó là đạm tổng số, nó là nó có đạm này, có lăng và có kali, đó là công thức mà đăng ký này. Còn ở trong này nó có cái nguyên liệu bổ sung để giúp cho trái chúng ta nó lớn trái, 17 loại axit amin, amino acid trong biển và tạo biển, có vitamin B1 và NAA giúp cho trái của chúng ta nhanh lớn và phì trái. Bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà cái xô siêu nuôi trái này thì chúng ta ứng dụng cho cái vườn nhà của mình để mà mình tưới gốc nha bà con. Thì ở trên mà khi bà con chúng ta tưới gốc ở dưới thì ở trên chúng ta có thể phun siêu giáp amino sinh học cộng với canxi bo để giúp xanh trái và chống rụng trái. Ở ngoài lá thì chúng ta có thể phun siêu lớn trái. Nếu như thời tiết nó bất lợi hơn thì chúng ta có thể cộng với brocombi để chúng ta phun nha, cộng với siêu lớn trái đó, cộng với sâu rầy luôn. Mình sẽ đi review thêm một số cái cây khác. Nãy giờ thì mình đứng ở đây là tại vì tới đây vô tình thấy cái xô nuôi trái này nè, chủ vườn anh để ở trong này có humic hoa kỳ và tricohumic luôn, thì chủ vườn anh để thì mình thấy cái đây thì mình bóc mình review cho bà con luôn. Nó cũng là một cái ngẫu hứng để trong cái giai đoạn mà mình đi thăm vườn á. Nói chung là nó khá là ngẫu hứng khi mà làm cái video này, nó cũng không có một cái sự chuẩn bị trước nào hết á. Đi thì đi review vậy thôi, đi thăm vườn cho bà con để thấy cái review cái sản phẩm này. Bà con chúng ta thấy trái nó lớn này, tại trái nó lớn nè bà con, nó lớn rất là rõ luôn. Mình đi cái vườn này là
cũng hai lần rồi đó. Lần trước là anh cũng mua cái sản phẩm ở trên TikTok, mà bây giờ á mình có cái kết nối á, trái này bà con. Cái vườn này là bữa trước giờ là nó cũng bị suy, bị tàn luôn, do anh trồng sen với mít. Bây giờ chúng ta thấy cái kết quả mà cái bộ trái sau một cái thời gian mà sử dụng cái xô nuôi trái cho cái vườn này. Đó là con này, trái này cực kỳ luôn. Phải nói rằng là nó nở, mà nó nở cái gai thấy rõ luôn này. Nó nở gai lớn trái thấy rõ ràng luôn, rất là rõ. Cái phì trái này. Cái số lượng trái nó nuôi nó cũng nhiều đó bà con. Tại cái xô nuôi trái này là bà con chúng ta có thể kết nối với công ty, hoặc là bà con đặt hàng ở trong cái giỏ hàng đó bà con, để các anh em mà ship hàng cho bà con chúng ta. Cái này này, cái cây này nó hơi cao rồi bà con chúng ta. Cây này nó hơi cao, trái này bà con, trái này em quay là cái màn hình nó rộng nè bà con, chúng ta thấy cây này là cũng 50-60 trái đó. Đấy, trái này nó mọc khủng khiếp, và trái nó to, nó tròn thấy rõ luôn mà con. Nó rớt cái nón em lụm mà con, rớt cái nón TikTok luôn nè bà con. Trái này, đấy, anh chị em chúng ta thấy trái, trái dày là ok rồi bà con. Thấy cái mẫu trái này là gọi là có tương lai sáng rạng rồi. Đấy, mẫu trái nè bà con, quý cha cha. Đi nó vấp, nó vấp các cành cây á. Đây cái xô xuyên nuôi trái này và con anh chị em chúng ta thấy ha. Còn cái vỏ mà, ôi trời ơi, cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái nơi mà gọi là nghỉ dưỡng của anh chủ vườn đó bà con. Tối anh nằm anh canh đó, tối nằm canh đấy. Còn hai ta trái, cái nuôi trái cỡ đầy là thấy phơi liền đó bà con. Anh em ha, nuôi trái dày, cái lớn trái rõ ràng luôn, mà tạo thành một cái gai nhím trái rất là lớn luôn. Mình đi cái vườn nào bữa mình thấy trái, bữa đi cái vườn này thấy trái mình thấy nó nhiều, mình cho anh tăng tưới lên luôn. Bữa là anh tưới 4.000 mỗi xô đó, tăng lên tưới 2.000 luôn, tại vì trái nó nhiều quá mà. Một trái lớn rõ kinh khủng luôn, thiệt sự luôn, nó lớn mà mình thấy luôn, mà thấy cái hình dung là thấy luôn đó. Còn ha, em mà thầy thử ra nãy giờ đi vườn em mệt quá, em thở nó mệt như con heo á, thở như con heo á, mệt quá bà con thông cảm nha. Trong cái lúc quay video thì nó cũng vấp lên vấp xuống, thì anh em mà thực sự thương yêu rồi thông cảm, chứ giờ không biết nói làm sao hết. Cái cây bên kia trái nữa nè bà con, cái vậy đó, trái á, thấy trái này bà con ha. Trưa cũng trưa rồi bà con, chúng ta để ý những cái cành mà nó nằm ở giữa thân cây á, trái rất là dữ ha, nằm trái rất là dữ. Còn ở dưới thấp này á, bà con chúng ta ha, nó không được nhiều trái đâu, mà chủ yếu nó nằm ở trên kia đấy bà con. Nên là mình hay tiễn bỏ những cái cành thấp bà con này đấy ha. Rồi quay lại cái xô rồi một số sản phẩm khác, rồi qua bên này. Trái dữ dằn luôn. Nó thân trên cao nè, trái. Bữa dậy mới nằm cái chòi mà nằm ngủ canh nè, tối ngủ canh nè bà con. Tối ngủ canh. Rồi thôi. Bye bye nha anh em nha.